Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với một video mới tiếp theo được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube của Đồng Hồ Tân Tân. Các bạn thân mến, nếu như các bạn đang theo dõi video này mà là bạn gái này, hoặc cũng có thể là bạn nam nhưng đang mong muốn tìm kiếm một chiếc đồng hồ vừa thanh lịch cũng như lại không kém phần cá tính dành cho một nửa của mình, vậy thì ngày hôm nay Thùy Dung cũng như là Đồng Hồ Tân Tân sẽ giới thiệu đến cho các bạn một mẫu đồng hồ cực kỳ phù hợp và đặc biệt giống như kiểu là dành riêng cho các bạn gái, mà được sử dụng với những vật liệu chế tác cực kỳ độc đáo mà chỉ có riêng chiếc đồng hồ này mới có được thôi. Vậy thì đó là mẫu đồng hồ nào? Và đó chính là mẫu đồng hồ Citizen L Ambiluna EG70. Cụ thể mẫu đồng hồ đó như thế nào thì xin mời các bạn hãy theo dõi tiếp video ngày hôm nay nhé. Tính thẩm mỹ đến từ sự đơn giản và cái đẹp phải bắt nguồn từ sự trong trẻo trong tâm hồn. Hay nói cách khác, hình thức là để phản ánh vẻ đẹp nội tại. Từ khi thành lập vào năm 1918 với triết lý hãy hành động ngay, better start now, thương hiệu Nhật Bản cho rằng cho dù bạn là bất cứ ai, đang làm gì, để mọi chuyện trong cuộc sống được tốt đẹp hơn, để cho tương lai được tươi sáng hơn quá khứ, thì bạn hãy bắt tay vào thực hiện việc cần làm ngay bây giờ. Với niềm tin này, qua 100 năm, Citizen luôn bắt tay thực hiện công việc thiết kế, cải tiến, sáng tạo ra rất nhiều công nghệ kỹ thuật mang tính đột phá. Không những giúp nâng tầm ngành sản xuất lên tầm cao mới, giúp cuộc sống con người hiện đại tiện nghi hơn, mà còn giúp giữ gìn, cải thiện môi trường sống ngày một xanh, sạch và đẹp. Điển hình là sự ra đời của công nghệ năng lượng ánh sáng EcoDry, có thể sử dụng mọi nguồn ánh sáng để hoạt động, giải quyết vấn đề lãng phí khi phải thay pin thường xuyên, nhận được rất nhiều giải thưởng từ Hiệp hội Môi trường Sinh thái Toàn cầu. Theo báo cáo của Công ty Môi trường Rác thải tại Mỹ vào năm 2007, tính riêng ở Bắc Mỹ, ước tính đồng hồ EcoDry đã loại bỏ việc thải bỏ 10 triệu tấm pin từ những dòng đồng hồ pin. Một bộ sưu tập rất đặc biệt của EcoDry là bộ sưu tập Citizen L, một bộ sưu tập đồng hồ chỉ dành riêng cho phái đẹp của Citizen. Với chữ L là chữ viết tắt của Lady, đi đầu trong việc ứng dụng các chất liệu bền vững, mới nhất và phát triển công nghệ để giải quyết nghiêm túc các mục tiêu về môi trường và nhân quyền, nhưng minh bạch trong việc công bố lượng khí thải CO2, không sử dụng các vật liệu, các khoáng sản xung đột hay quy trình sản xuất vô nhân đạo. Citizen L thách thức quan điểm thông thường của đồng hồ, chứng minh rằng chúng ta không nhất thiết phải đánh đổi phong cách khi theo đuổi thời trang sang trọng. Để xây dựng một cuộc sống xanh hơn, Citizen đề xuất một phong cách mới và đưa ra định nghĩa khác biệt về chiếc đồng hồ, không những sang trọng mà phải gắn kết với môi trường, con người và văn hóa. Citizen L kết hợp khéo léo giữa phong cách thanh lịch đơn giản và phong cách hiện đại để tạo ra những mẫu thiết kế vượt thời gian. Bằng cách hạn chế tối đa những chi tiết cầu kỳ nhằm tôn vinh nét đẹp giản đơn, sử dụng tiết kiệm hoặc thay thế bằng những loại chất liệu, vật liệu đặc biệt theo cách sáng tạo nhất, dù làm đơn giản nhưng vẫn tỏa sáng được nét khác biệt của sản phẩm. Tất cả tạo nên một chiếc đồng hồ tuyệt vời. Citizen L không chỉ tạo nên dụng cụ để đo thời gian mà như đang khắc họa cho chúng ta một bức tranh thuần mỹ về vẻ đẹp tự nhiên. Một dòng kinh điển của bộ sưu tập Citizen L là dòng Ambiluna, với chữ MB là Ambient, môi trường, còn Luna có nghĩa là ánh trăng, nên dòng này chia làm hai mẫu thiết kế. Một mẫu thiết kế lấy cảm hứng từ Ambient, môi trường, mẫu thiết kế còn lại lấy cảm hứng từ ánh trăng. Với mẫu thiết kế đồng hồ Ambiluna nữ đầu tiên lấy cảm hứng từ ánh trăng đã được cho ra mắt từ năm 2016 và đạt được rất nhiều giải thưởng về thiết kế trên thị trường quốc tế. Cho đến năm 2020, dòng Ambiluna tiếp tục phát triển thêm các model lấy cảm hứng từ môi trường Ambient đầu tiên, dựa theo 4 nguyên tố mà nhà triết học cổ Hy Lạp Empedocles cho rằng là 4 nguyên tố chính tạo nên cảnh sắc, vẻ đẹp môi trường tự nhiên là đất, nước, gió và lửa. Ra mắt đầu tiên từ tháng 9 năm 2020, bộ sưu tập Ambiluna đã có 3 mẫu từ nguyên tố đất, gió và lửa, còn một nguyên tố nước sẽ được ra mắt sau trong năm 2021. 3 model mới này sử dụng 3 loại vật liệu mà Citizen đã chế tạo thành công đầu tiên là vật liệu Pinatex, Ecopet và kim cương điều chế theo công thức riêng của Citizen trong phòng thí nghiệm. Dây da đồng hồ thường được làm từ da động vật. Tuy nhiên, với việc đề cao sự bảo tồn các loại động vật quý hiếm, bộ sưu tập Ambiluna sử dụng Pinatex, một vật liệu được sản xuất bền vững có nguồn gốc từ lá dứa, và Ecopet, vật liệu làm từ nhựa tái chế, đảm bảo sự mềm mại, thoải mái cũng như độ bền dẻo khi đeo lâu dài trên tay. Chất liệu vỏ được làm từ vật liệu Super Titanium độc quyền của Citizen, có trọng lượng nhẹ hơn 40% thép, với độ cứng bề mặt phủ lớp Duratex sáng bóng, làm tăng độ cứng và độ bền gấp 5 lần so với thép không rỉ. Kim loại Super Titanium lành tính đối với da, vì vậy những người có làn da nhạy cảm vẫn có thể đeo những mẫu đồng hồ mình yêu thích mà không cần phải quan tâm đến việc bị dị ứng.
Ngoài ra, viên kim cương được đính góc 12 giờ trong đồng hồ chính là loại kim cương nhân tạo do hãng Citizen điều chế, được chứng nhận từ Hiệp hội RGC, Responsible Jewelry Council, có cùng độ cứng và độ sáng lấp lánh như kim cương tự nhiên, trong khi tránh được các điều kiện lao động khó khăn cũng như nguy cơ về an toàn và môi trường của các mỏ kim cương. Cả 3 mẫu đồng hồ series này đều sử dụng bộ máy EcoDry nhỏ nhắn nhưng hoạt động chính xác và ổn định, rất dễ sử dụng cho phái yếu. Chỉ cần để chúng tiếp xúc thường xuyên với ánh sáng thì chúng sẽ hoạt động lâu dài. Hiện tại, dòng Citizen L Ambiluna mới có 3 nguyên tố là đất EG707219X, lửa EG707316Y và gió EG707014A. Mặt số màu nâu đất, điểm sắc kim tuyến và đánh màu theo phương pháp chuyển màu gradient trên mẫu đồng hồ đất EG707219X như đang tái hiện lại mặt đất đẫm nước sau cơn mưa, cùng viên kim cương lấp lánh góc 12 giờ phía trên tên thương hiệu Citizen. Có bộ vỏ Super Titanium siêu nhẹ, mạ công nghệ PVD sáng bóng với sắc vàng nhạt của hoa anh đào. Có phần tai góc 12 giờ, thiết kế to, dày hơn tai dưới góc 6 giờ để mặt số không bị lệch khi đeo trên cổ tay người dùng. Đồng hồ đất EG707219X là mẫu đồng hồ đầu tiên của Citizen sử dụng lại vật liệu lá dứa làm bộ dây, sản xuất theo công nghệ Pinatech và hiện tại chỉ có duy nhất EG707219X là sử dụng bộ dây Pinatech này. Đồng hồ lửa EG707316Y cũng có bộ vỏ Super Titanium mạ PVD màu hồng nhạt hoa anh đào, giống đồng hồ đất nhưng mặt số phủ xà cừ 3 lớp màu như màu cầu vồng rực rỡ, cuồn cuộn chuyển màu với nhau, trông tựa như ánh nắng ban mai rực rỡ, sống động trên bầu trời mây sau cơn mưa. Bộ dây đồng hồ được làm từ nhựa tái chế theo công nghệ sản xuất EcoPad, có độ bền, độ mềm mại và dẻo dai, đeo trên tay thoải mái như các mẫu dây đồng hồ cao su nhưng lại tạo được màu đa dạng và có vẻ thanh lịch giống như các mẫu dây da đồng hồ khác. Cùng sử dụng dây công nghệ EcoPad với đồng hồ lửa là đồng hồ gió EG707014A, có thiết kế tổng thể sử dụng màu trắng bạc thanh khiết, có mặt số phối màu chuyển theo phong cách chuyển màu gradient với 3 sắc màu chính là màu trắng bạc, màu xanh lam nhạt và màu xanh tím, tựa như bầu trời mây quang đãng vào buổi sáng. Bộ vỏ Super Titanium của đồng hồ gió EG707014 được phủ màu trắng bạc giống với màu loại bạch kim platinum, được đánh bóng cả phần tai góc 12 giờ, khác với tai của hai mẫu lửa và đất. Cả 3 đồng hồ nữ Citizen L Ambiluna đều có size vỏ hợp lý là 31mm, phù hợp với kích thước cổ tay trung bình của phụ nữ châu Á. Sử dụng mặt kính sapphire cứng cáp, sang trọng, hình vòm, làm tăng thêm khả năng hạn chế chảy sức tổng thể của đồng hồ. Với độ chống nước đạt 5-3, đủ để chịu nước khi đi tắm, đi mưa. Về tổng thể thiết kế, với kiểu dáng thanh mảnh, bộ sưu tập này là điểm nhấn hoàn hảo cho mọi trang phục, góp phần tỏa sáng và trở thành hiện thân cho phong cách sống bền vững. Hòa cùng xu hướng bền vững của thời trang hiện đại, các ngành chế tác kim hoàn, đặc biệt là những thương hiệu trang sức, phụ kiện cao cấp cũng đang chủ động tiến hành cuộc cách mạng xanh hóa. Trong đó có cả thương hiệu Citizen qua 3 mẫu Citizen L Ambiluna mới nhất. Phong trào bền vững chỉ mới bắt đầu và dòng sản phẩm này sẽ đem đến sự thay đổi mang tính tiên phong cùng với khả năng đa dạng hóa phong cách. Tính bền vững không loại bỏ những lợi thế thẩm mỹ mà ngược lại là sự tổng hòa khiến cho cả hai có tác động mạnh mẽ hơn. Với việc ra mắt 3 mẫu đồng hồ mới lấy cảm hứng từ không khí, lửa và đất, Citizen L tôn vinh sự lựa chọn của người đeo trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Dù đang ở văn phòng, tham dự dạ tiệc hay đơn giản chỉ là đi dạo buổi sáng, chiếc đồng hồ cũng sẽ giúp bạn toát lên khí chất thời trang mà vẫn phù hợp với mọi thời điểm. Sắc thái tinh tế của các chi tiết kim loại làm từ titan sáng bóng và các điểm nhấn bằng kim cương lấp lánh càng khiến cho thiết kế thêm trang nhã, thanh lịch, làm nổi bật phong cách cá nhân và nâng cao cá tính độc đáo của người đeo. Bộ sưu tập Ambiluna mới nhất của Citizen L chính là sự cân bằng hoàn hảo giữa phong cách và các giá trị trường tồn. Chắc chắn sẽ là món phụ kiện đầy ý nghĩa, tô điểm cho cổ tay của bất cứ người phụ nữ nào. Các bạn thân mến, như vậy là vừa rồi chúng ta đã được cùng nhau tìm hiểu về một trong những mẫu đồng hồ vô cùng độc đáo được thiết kế dành riêng cho các bạn nữ, Citizen L Ambiluna EG70 đúng không nào? Hy vọng rằng thông qua video này đã giúp cho các bạn, đặc biệt là những bạn nữ hoặc là những bạn nam đang kiếm tìm những món quà dành cho các bạn nữ của mình, có thêm được những đề xuất để có được một món quà thật là ý nghĩa các bạn nhé.
Và hãy nhớ rằng tại đồng hồ Tân Tân thì mẫu đồng hồ này đang hiện có và chưa kể là được đảm bảo 100% là hàng chính hãng. Bên cạnh đó thì cũng có chế độ hậu mãi rất là tuyệt vời nữa. Thế nên là nếu như các bạn quan tâm sản phẩm này, muốn được tìm hiểu một cách rõ hơn, đừng ngại ngần, hãy click vào link ở bên dưới hoặc cũng có thể là inbox trực tiếp cho fanpage của đồng hồ Tân Tân để được tìm hiểu một cách cụ thể nhất các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến hết video ngày hôm nay và hãy nhớ là subscribe channel của đồng hồ Tân Tân và nhớ là bật chuông thông báo để chúng ta sẽ luôn được gặp nhau ở những video tiếp theo các bạn nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo.